Chào mừng các em quay trở lại với kênh Học toán online. Trong video hôm nay, kênh Học toán online xin giới thiệu với các em dạng đề thi học kỳ 1 của môn Toán lớp 4. Đây là đề thi chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện, củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 của môn Toán lớp 4 sắp tới. Và bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đề thi. Hãy khoanh hoặc viết số và cho chấm hai điển dấu. trước ý trả lời đúng từ bài 1 đến bài 7. Đầu tiên, chúng ta có bài 1. Số 3 triệu 105.000 047 viết là A là 310547. B là 3105047. C là 3150407 và D là là 315 407 thì để chọn đáp án nào là đáp án đúng chúng ta sẽ phân tích cách viết như sau 3 triệu 105 000 047 như vậy ở lớp triệu chúng ta có chúng ta có 3 triệu lớp nghìn chúng ta có 105 000 tức là 105

Tiếp theo các em sang bài 2. Trong số 15.376, chữ số đứng hàng nghìn là A là 1, B là 3, C là 5, D là 7. Như vậy để biết đáp án nào là đáp án chính xác, chúng ta sẽ phân tích số 15.376. 15.376 Các em tính từ phải sang trái Ba chữ số từ phải sang trái là ba chữ số thuộc lớp đơn vị. Trong đó chữ số 6 thuộc hàng đơn vị, chữ số 7 thuộc hàng chục và chữ số 3 thuộc hàng trăm. Tiếp theo lớp đơn vị là chúng ta có ba chữ số thuộc lớp nghìn. Nhưng ở đây lớp nghìn chỉ có hai chữ số, đó là 1 và 5. Ở lớp nghìn chúng ta có chữ số 5 thuộc hàng nghìn, chữ số 1 thuộc hàng chục nghìn. Như vậy, trong số 15.376, chữ số đứng ở hàng nghìn là chữ số 5. Do đó các em sẽ khoanh tròn vào chữ C đặt trước đáp án là 5. Tiếp theo các em sang bài 3, viết số thích hợp vào chữ chấm. A. À, 5 tấn 3 kg bằng bao nhiêu kg? Ở đây muốn biết 5 tấn 3 kg bằng bao nhiêu kg? Các em sẽ đổi 5 tấn 3 kg ra số đo có đơn vị đo là kg. Đầu tiên chúng ta có 1 tấn bằng 1.000 kg. Như vậy 5 tấn sẽ gấp 5 lần, tức là các em lấy 1.000 nhân với 5 và bằng 5.000 kg. 5 tấn bằng 5.000 kg như vậy 5 tấn 3 kg thì các em sẽ lấy 5.000 kg cộng với 3 kg bằng 5.003 kg như vậy ở đây đáp số chính là 5.003 tiếp theo các em sang câu B 500 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông Ở đây các em sẽ đổi 500 dm2 ra số đo có đơn vị là m2 như sau. Trong bảng đơn vị đo diện tích, m2 sau đó đến dm2. Như vậy m2 là đơn vị lớn, dm2 là đơn vị bé. Trong bảng đơn vị đo diện tích thì hai đơn vị liền kề nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. Tức là 1 m2 bằng 100 dm2. Ở đây chúng ta có 500dm2, thì các em sẽ so sánh xem 500 gấp 100 là bao nhiêu lần. 500 chia 100 bằng 5, như vậy 500 gấp 100 là 5 lần. 1m2 thì bằng 100dm2, như vậy 500dm2 sẽ bằng 5, 5m2. Tiếp theo các em sang bài 4, trong các số sau. Số chia hết cho cả 2 và 5 là A là 6842 B là 6846 C là 6845 Và D là 6840 Thì chúng ta biết dấu hiệu chia hết cho 2 Số chia hết cho 2 là các số có chữ số cuối cùng bằng 0 Hoặc 2, hoặc 4, hoặc 6, hoặc 8 Điều này bắt buộc các em phải nhớ Số chia hết cho 5 là các số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc 5. Như vậy số chia hết cho cả 2 và 5 thì các em sẽ tìm hiểu xem trong hai ý trên có điểm nào chung. Trong hai ý trên có điểm chung đó là số có chữ số cuối cùng bằng 0. Như vậy số có chữ số cuối cùng bằng 0 là số chia hết cho cả 2 và 5. Các em sẽ chọn các em sẽ tìm trong bốn đáp án A B C D đáp án nào có số có chữ số cuối cùng là chữ số 0. Ở đây, đáp án D có chữ số cuối cùng bằng 0, đó là số 6840. Như vậy 6840 là số chia hết cho cả 2 và 5. Tiếp tục các em sang bài 5, điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chữ chấm. 3 giờ 20 phút, các em sẽ so sánh với 250 phút. Để so sánh được thì các em phải đổi 3 giờ 20 phút ra số đo có đơn vị đo là phút. 1 giờ thì bằng 60 phút. Như vậy 3 giờ thì em sẽ lấy 3 nhân với 60. 260 nhân với 3 bằng 180 phút. 3 giờ bằng 180 phút. Như vậy 3 giờ 20 phút sẽ bằng 180 cộng thêm 20 và bằng 200 phút. 3 giờ 20 phút bằng 200 phút. 200 phút so sánh với 250 phút thì 200 phút sẽ bé hơn 250 phút. Tiếp tục các em so sánh 180 giây với 2 phút 60 giây. Thì để so sánh được, các em phải đổi 2 phút 60 giây bằng bao nhiêu giây. Sau đó các em sẽ so sánh với 180 giây. 1 phút bằng 60 giây. Như vậy 2 phút các em sẽ lấy 2 nhân với 60 hoặc 60 nhân với 2. 2 x 60 bằng 120 giây. Như vậy 2 phút 60 giây thì các em sẽ lấy 120 cộng thêm với 60 và bằng 180 giây. 2 phút 60 giây bằng 180 giây. Như vậy một bên là 180 giây, bên kia cũng là 180 giây, do đó các em sẽ điền dấu bằng. Tiếp theo các em so sánh 4 thế kỷ 10 năm với 401 năm. Thì đầu tiên các em phải đổi 4 thế kỷ 10 năm bằng bao nhiêu năm. Sau đó các em sẽ so sánh với 401 năm. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Như vậy 4 thế kỷ các em sẽ lấy 4 nhân với 100. Hay là 100 nhân với 4. Và bằng 400, 400 năm. Như vậy 4 thế kỷ 10 năm các em lấy 400 cộng với 10. 400 cộng thêm với 10 bằng 410 năm. 4 thế kỷ 10 năm bằng 410 năm. 410 mà so sánh với 401 thì 410 lớn hơn. Như vậy 410 năm lớn hơn 401 năm, tức là 4 thế kỷ 10 năm lớn hơn 401 năm. Tiếp theo các em so sánh 2 ngày và 49 giờ. Thì để so sánh được các em phải đổi 2 ngày bằng bao nhiêu giờ? 1 ngày bằng 24 giờ, như vậy 2 ngày các em lấy 24 nhân 2 bằng 48 giờ 2 ngày bằng 48 giờ 48 giờ mà so sánh với 49 giờ thì 48 sẽ bé hơn 49 tức là 2 ngày bé hơn 49 giờ Tiếp theo các em sang bài 6 Trong hình sau Cạnh AB song song với các cạnh các em quan sát trên màn hình Ở đây chúng ta có AB song song với HI và AB song song với DC như vậy cạnh AB song song với các cạnh HI và DC. Tiếp theo cạnh AD song song với các cạnh. Các em quan sát trên hình AD song song với NK và BC. Như vậy cạnh AD song song với các cạnh NK và BC. NK, BC. Tiếp theo các em sang 17 khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với A bằng 100 thì biểu thức 30 x 10 chia A có giá trị là A là 33, B là 30 và C là 300, D là 3. Để biết đáp án nào là đáp án đúng thì các em sẽ tính giá trị của biểu thức 30 x 10 chia A với A bằng 100. Thay A bằng 100 và biểu thức 30 x 10 chia A ta có 30 x 10 chia 100. Thì đầu tiên các em lấy 30 x 10 bằng 300 sau đó lấy 300 chia 100 bằng 3 ở đây 300 chia cho 100 thì các em chỉ việc bớt đi hai chữ số 0 ở đằng sau chữ số 3 của số 300 thì các em được kết quả là 3 như vậy ở đây đáp án đúng chính là đáp án D các em khoanh tròn vào chữ D đặt trước đáp án là 3 tiếp tục các em sang bài 8 đặt tính rồi tính Câu A e là 246 nhân với 31 bằng bao nhiêu? Các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Đầu tiên, các em lấy 1 nhân với 246. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 1 x 4 bằng 4, viết 4. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Như vậy, tích riêng thứ nhất bằng 246. Tiếp theo, các em lấy 3 nhân với 246. 3 x 6 bằng 18, viết 8 x 1, các em viết 8 thuộc là một cột so với tích riêng thứ nhất bởi vì thực chất 3 nhân với 246 chính là 30 nhân với 246 do đó các em phải viết 8 thuộc là một cột so với tích riêng thứ nhất 3 nhân 6 bằng 18 viết 8 x 1 3 nhân 4 bằng 12 thêm 1 là 13 viết 3 x 1 tiếp theo 3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 đồng 7 viết 7 như vậy tích riêng thứ hai bằng 738 bây giờ các em sẽ cộng hai tích riêng lại với nhau 6 hạ 6, 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 như 1 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6 7 hạ 7 Như vậy, 246 x 31 bằng 7.626 Tiếp theo các em sang câu B 128.472 chia cho 6 bằng bao nhiêu Các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính như sau Ở đây số chia là 6 có 1 chữ số Cho nên các em sẽ chọn 1 chữ số Tính theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia. Đầu tiên, các em chọn 1, nhưng vì 1 bé hơn 6 không chia được. Do đó các em sẽ chọn thêm chữ số thứ hai. Và bây giờ các em có số 12. 12 chia 6 được 2. Viết 2, sau đó lấy 2 nhân 6 bằng 12 và 12 trừ 12 bằng 0. Viết 0. Tiếp theo các em hạ 8 xuống. Bây giờ các em lấy 8 chia 6. Các em ước tính được 1 lần. Sau đó lấy 1 nhân 6 bằng 6 và lấy 8 trừ 6 bằng 2. Viết 2. Tiếp tục các em hạ 4 xuống. Bây giờ các em lấy 24 chia 6. Các em được 4 lần. Sau đó lấy 4 nhân 6 bằng bằng 24 và lấy 24 trừ 24 bằng 0. Tiếp tục các em hạ 7 xuống. Bây giờ các em có 7, các em lấy 7 chia 6. Các em được 1 lần. Sau đó lấy 1 nhân 6 bằng 6 và lấy 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. Tiếp tục các em hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống tức là hạ 2 xuống đến đây các em có số 12 12 chia 6 các em được 2 lần sau đó lấy 2 x 6 bằng 12 và 12 trừ 12 bằng 0 như vậy 128.472 chia 6 bằng 21.412 Tiếp tục các em sang bài 9 tìm x. Câu A e là x chia 3 bằng 99. Như vậy x bằng bao nhiêu? Ở đây x đóng vai trò là số bị chia của một thương. Muốn tìm số bị chia của một thương, các em sẽ lấy thương nhân với số chia. Đây các em có thể coi như là một công thức mà các em cần phải học thuộc Nó rất có hữu ích cho các em trong quá trình làm các bài tập liên quan đến dạng tìm x mà trong các đề thi thường hay ra. Số bị chia bằng thương nhân với số chia. x là số bị chia, như vậy x sẽ bằng thương là 99 nhân với 3. Như vậy sau khi thực hiện phép tính, chúng ta sẽ được kết quả bằng 297. X bằng 297. Tiếp theo các em sang câu B. 29.109 chia x bằng 93. Như vậy x bằng bao nhiêu? Ở câu B thì x đóng vai trò như là số chia của một thương. Muốn tìm số chia thì các em làm thế nào? Số chia bằng số bị chia chia cho thương. Thì đây là công thức thứ hai mà các em cần phải nhớ. Ở đây x sẽ bằng, x là số chia, x sẽ bằng. Số bị chia là 29.109, chia thương, thương lại là 93. Như vậy sau khi thực hiện phép tính, chúng ta có x sẽ bằng 313. Tiếp tục các em sang bài 10. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp? Để xếp hết số gói kẹo đó Ở đây chúng ta sẽ phân tích cách giải trước Một hộp Thì có 120 gói kẹo Như vậy đầu tiên các em phải tính 24 hộp Thì có bao nhiêu gói kẹo Để biết 24 hộp Có bao nhiêu gói kẹo Thì các em sẽ lấy 120 Nhân 24 Như vậy 24 hộp sẽ chứa 120 x 24 Và bằng 2.880 gói kẹo. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả là 2.880 gói kẹo. Bây giờ nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì phải cần bao nhiêu hộp để xếp hết 2.880 gói kẹo này. Như vậy chúng ta sẽ phân tích như sau. Một hộp lúc này chứa 160 gói kẹo. Như vậy 2.880 gói kẹo thì phải cần bao nhiêu hộp để xếp hết. Như vậy để tính số hộp thì các em phải so sánh 2880 gấp mấy lần 160 thì số lần đó chính là số hộp mà chúng ta cần phải tìm. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ cần 2880 các em chia cho 160. Chúng ta sẽ được kết quả là bằng 18 hộp. 2880 gấp 160 là 18 lần. Như vậy các em cần phải có 18 hộp. Thì sau khi phân tích cách giải chúng ta có lời giải chi tiết như sau. Đầu tiên, chúng ta có số gói kẹo có tất cả là một hộp thì có 120 gói kẹo, như vậy 24 hộp. 24 hộp thì các em sẽ lấy 120 nhân với 24 và bằng 2880 gói. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả là 2880 gói kẹo. Nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần số hộp là Các em so sánh xem 2880 gấp 160 là bao nhiêu lần. Số lần đó chính là số hộp mà chúng ta cần tìm. Các em lấy 2880 chia cho 160 bằng 18 hộp. Như vậy ở đây chúng ta cần 18 hộp để xếp hết 2880 gói kẹo. Mỗi hộp chứa 160 gói. Như vậy ở đây chúng ta có đáp số là 18 hộp. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.